Xin chào các bạn nhé. Video này mình chia sẻ tới mọi người về cây thảo dược có tên là cây vông nem. Đây là cây vông nem này các bạn này. Vông nem này nó có hai loại: vông nem đỏ và vông nem trắng. Vông nem đỏ thì thân nó sẽ đỏ đỏ và ngọn nó cũng đỏ đỏ các bạn nhé. Cây này ấy, có nhiều công dụng cực kỳ, và đặc biệt là nó rất là nhiều gai. Đây, cây này cũng có gai này các bạn này. Đây là sâu gióm này, các bạn lưu ý nhé. Cây này ấy, thì theo đông y nó còn có khả năng chữa mất ngủ. Ngoài ra, cây vông nem người ta sử dụng là cây vông nem đỏ kia kết hợp với cái lá thầu dầu, gọi là đu đủ tía đấy các bạn. Người ta kết hợp xông rửa và đắp vào các bụi trĩ để chữa bệnh trĩ các bạn nhé. Đó, thì ở video khác mình sẽ chia sẻ tới mọi người về cây thảo dược vông nem đỏ. Còn đây là vông nem trắng. Cây này rất là dễ trồng, các bạn chỉ cần cắm cành là sống thôi các bạn ạ. Nhá các bạn nhé, ở video khác mình sẽ chia sẻ về vông nem đỏ. Rồi, chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức về cây thuốc quanh ta. Đăng ký kênh ủng hộ mình nhá các bạn nhá.